À, bắp này họ còn làm dầu ăn nữa nè, họ làm dầu ăn mà bình thường mà. Ở nhà em cây này giống như bông nhãn thọ ha, đẹp đi chưa. Ồ, mà nó có gai nha, cẩn thận nha. Này, cái gai của nó nè, ghê hả, nó cũng có đau lắm, nó hơi mềm mềm mềm, nhưng mà nó móc vô ba, ai mà mềm quá thì móc vô đau. Hoa đẹp, lông nó mịn, gửi thử hạt không. Ồ, mùi mùi hoa này thơm giống như là hoa dạng thọ, bông dạng thọ của Việt Nam mình á. Không biết ai đái vô không. Đây, tàu máy bay. Xin chào. Máy bay nhà mới mua. Không phải mới mua mà mua lâu rồi. Mua mấy tháng trời luôn mới bữa nay mới bay được. Bay máy bay á thì các bạn phải đi đến một cái vùng gọi là nó không có cái những cái máy bay thật, những cái nơi mà nó cho phép máy bay bay mình mới bay được. Mà có chỗ cấm nha, chỗ cấm với lại chỗ không cấm. Như cái chỗ này của mình đang đi chơi á thì nó không cấm. Còn mà cái chỗ cấm á thì nó cảm ứng được nha, nó không cho phép bay thì mở lên nó không bay được. Vùng hoang dã ở đây nhìn thấy giống như là ở Việt Nam ha, đẹp ha. Nhớ bê. Đó là một ký hiệu của ảnh giới thiệu với loài động vật mà tôi không hiểu đó là cái gì. Cho năng lượng. Cho cho dầu. Cho dầu hả? Không được hả? À, không phải. Không phải, cho gì á. Tại bên kia hái nhiều không nè. Cranberry. Không phải đâu. Cứng nhắc à. Mấy cái trái này giống trái nhân xanh, nó mở cây này có nhỏ xíu rồi chứ, cây nhân xanh. Ngửi trái này không biết là trái gì. Này cái lá này. Không có mùi gì hết. Không có mùi gì hết. Cây nhân xanh nó giòn giống cây này. Đúng rồi. Nhưng mà nó có, nó mọc mấy cái trái này, nó nằm ngay đây nè. Ờ. Đó. Thì bây giờ là cây nhân xanh mà cây này không phải. Cây này không phải đâu, không có mùi gì hết. Đây, cái cây này là phải cái cây mà khi nó biến hóa lại là nó móc gai đau không? Không, không phải, không phải. Trời ơi, nó có nè, ở đây nè. Đường chút luôn thì cực khổ. Cái cây nhiều hơn. Em nó màu đỏ cho nên nhận diện nó dễ.
tưởng đâu con gì không mà dính cũng nhiều. Ông thấy cái bé này, cái cây này nó gọi là cái cây cái cây này nó gọi là cái cây mà dính dính vào quần áo. Ừ, có nhiều cây dính lắm. Mà cái này nè, cái này dính ra nè, bữa quấn đâu quần. Ok, bây giờ chúng ta đi câu cá.